Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao thành phố Sầm Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức thành công giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022. Đây là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên trong năm nay của môn vật được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các vận động viên xuất sắc tiêu biểu của các tỉnh thành ngành trên cả nước có dịp được thi đấu cọ sát, qua đó có sự chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm nay như Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 và đặc biệt là dịp để đội tuyển vật quốc gia tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham dự SEA Games sắp tới được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5. Với 300 vận động viên của các câu lạc bộ thuộc 19 tỉnh thành ngành trên cả nước, giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển vật tự do quốc gia năm nay có 33 bộ huy chương, bao gồm 11 hạng cân nam, 11 hạng cân nữ của nội dung vật tự do và 11 hạng cân nam và nữ của nội dung vật cổ điển. Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tham gia giải với 17 vận động viên tranh tài ở các hạng cân nam và nữ của nội dung vật tự do. Đây là những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi ở cấp quốc gia và khu vực cùng các vận động viên trẻ triển vọng. Tại nội dung vật tự do nam, các vận động viên của đoàn quân đội đã thể hiện sự vượt trội của mình với vị trí số 1 khi giành tới 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong khi đó, các đoàn xếp thứ 2 và thứ 3 của nội dung này là Hà Nội và Thanh Hóa chỉ giành được 1 huy chương vàng. Tại nội dung vật tự do của nữ, các vận động viên của đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 3 tấm huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng để nắm giữ ngôi vị số 1. Ở nội dung vật cổ điển, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Các đơn vị quân đội 4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng và Bắc Giang 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng xếp thứ 3. Đơn vị đăng cai giải đấu là thành phố Sầm Sơn đã bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ của ban tổ chức, các đoàn tham gia giải, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19 để giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp.